Dạ em Minh Đức xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Minh Đức Gia Phúc Sen Cao Bằng ạ. Hôm nay là thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2022. Em xin giới thiệu đến cho cả nhà mình tổng 15 con dao. Trong đó thì em có chia thành 11 số ạ. Xưởng rèn của nhà em là xưởng rèn Lương Công cả nhà nhé. Chồng em là Lương Văn Công. Địa chỉ của xưởng rèn nhà em nằm ở bản Park Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng ạ. Sau đây thì em sẽ đi vào giới thiệu các con hàng để cho cả nhà mình cùng tham khảo về giá này và cả kích thước của từng con dao nhé. Em mời cả nhà mình cùng em theo dõi và lựa chọn ạ. Đầu tiên em xin giới thiệu đến con nhà mình, cả nhà mình một cây dao. Cái này nhà em chưa hoàn thiện cán cả nhà nhé. Nếu mà cả nhà mình muốn để em hoàn thiện cán cho cũng được ạ. Hoặc là cả nhà mình về tự ốp hoặc là tự quấn dây cũng được cả nhà nhé. Em xin chỉnh lại cam một chút ạ. Đây ạ, con dao số 1, cái này em gọi là cây dao dáng mèo ở nhà nhá. Mèo thì này thì gọi là lai curi rồi ạ. Đây, cái này có kích thước tổng thể từ mũi dao đến cái cuối cán này thì dài vào khoảng 35 cm. Em xin chỉnh lại cao một chút ạ. Đây. Tổng thể dài vào khoảng 50 cm. Lưỡi dao tính từ chỗ an toàn này đến cái mũi này thì dài vào khoảng 35 ạ. Bản rộng vào khoảng 5,8 đến 6 cm cả nhà nhá. Chỗ bụng bầu này đấy ạ. Độ dày sống dao khoảng 7 ly. Cây này nhà em rèn từ nhíp xe ô tô. Em mài nhám ạ. Cái này thì không phải là em đánh lên cả nhà nhá. Đây là vết han rỉ của nhíp, của thanh nhíp. Đây là vết này là vết tự nhiên, không phải là em đánh lên cả nhà nhé. Đây rất là đẹp. Đây cả hai mặt luôn cả nhà nhé. Cán này thì dài khoảng 15. Cán thì nhà em có khoan sẵn 4 cái lỗ để cả nhà mình có thể đóng đinh này và một lỗ sợi dây ở đây ạ. Cả nhà mình có thể về khắc ốp cán này hoặc là khắc quấn dây vào đây cũng được. Đây ạ, hay là cả nhà mình yêu cầu để em ốp cho cũng được ạ. Cái này nặng vào khoảng 1 kg cả nhà nhé. Đấy, cái này thành từ nhíp xe ạ, mài nhám ạ. Đấy, cái này thì nhà em thành từ nhíp xe nguyên khối cả nhà nhé, nên mới đạt được cái độ dày nó như thế này và vết han rỉ tự nhiên của thép nhíp luôn ạ. Cái này em đang để giá là 450.000 đồng, em bao ship rồi cả nhà nhé. 450.000 đồng là một cây dao như thế này là chưa hoàn thiện cán gì cả nhá. Đấy, cái này em bao trả cho tất cả các bác luôn ạ. Đấy, vết han rỉ của thép tự có những vết ố như thế này, vết rỉ rố như thế này đã rất là đẹp. Em sẽ quay gần để cho cả nhà mình cùng xem nhé. Còn chữ TN này là logo của xưởng rèn nhà em ạ. Cái này thì trước thì em hồi mà em chưa làm YouTube thì em cũng đã bán rất là nhiều, dòng này em được bán rất là nhiều rồi. Còn kênh YouTube của em thì mới thành lập đây tầm còn chưa được 1 năm cả nhà nhé. Đến tháng 7 âm lịch thì mới được 1 năm ạ, tròn 1 năm ạ. Đây, ở phần cuối cá thì em có loe ra, trong quá trình cầm chặt thì mình không lo bị tuột tay này. Đây ạ. Cả nhà mình quấn dây vào thì cầm chặt thì nó sẽ êm tay hơn, hoặc là cả nhà mình để như thế này trưng treo cũng được luôn ạ. Bao chặt cho tất cả các bác nhá. Chặt xương, xương to, xương ở chân giò đều chặt được hết ạ. 450.000 đồng một cái dao như thế này, em bao ship ạ. Đấy, kết thúc con dao số 1, em sang con dao số 2 nhá. Số 2 thì em có lên 2 con. Hai con này gọi là con dao parang cả nhà nhé. Dáng này gọi là dáng parang. Kích thước này lưỡi dài vào khoảng 30, bản rộng vào khoảng 6 ạ. Chỗ rộng nhất này vào khoảng 6 cả nhà nhé. Còn ở gần cán này thì dài rộng vào khoảng 4 đến 4,5. Là nhà em rèn từ nhíp xe, đánh chống dính cả hai mặt cả nhà nhé. Độ dày sống dao dày cỡ 5 ly, trọng lượng vào khoảng 800 gram cả nhà nhé. Mình sử dụng để chặt cây, chặt cành này, hay là sử dụng cho nhà bếp mình có thể chặt xương vừa này, chặt gà, chặt vịt được ạ. Cái này thì cán tra dài 14, được tán chốt 2 đinh đồng, có khâu đồng ở đây. Đây là có lỗ sọ dây này, mình có thể treo dao vào đây. Ở trong này thì nhà em có đồ keo rất là chắc chắn rồi cả nhà nhé. Cái này em đang để giá là 380.000 đồng một con, bao ship ạ. Còn con dao thứ hai thì cũng tương tự con dao số 1, nhưng mà cây này nhà em rèn từ nhíp xe, bản đen truyền thống, không đánh chống dính ạ. Cả nhà mình có thể chọn một trong hai, một là nhíp xe, à một là đánh chống dính, còn hai là mình chọn bản đen truyền thống ở nhà nhá. Đây. Đồng giá 380.000 đồng một con ba ship, cái dao dáng parang như thế này ạ. Đây cán đều là cán tra hết cả nhà nhá.
380 000 đồng một con ở mã số 2 này. Em sang mã thứ 3 thì hôm nay em có lên hai con dao mèo này. Dạ, một con thì là mũi hách, một con là lưng thẳng cả nhà nhá. Đây, cây thứ nhất ở mã số 3, cây này thì là mèo sai lưới dài vào 10 năm. Lưới dài vào 10 năm, bản rộng vào khoảng gần 3 à, gần 4 ạ. Khoảng 3,8 ạ, sống dao dày 5 ly. Ở phần mũi này có hách lên, cái này em gọi là dao mèo mini mũi hách ạ. Hèn tứ thép trắng không dị này và có kèm con dấu cuộn xưởng là nhà em đấy ạ. Cá này thì là dài 11 được 8 chốt 1 đinh đầu, một lỗ sọ dây và khâu đồng ở đây. Cái này em giá em đang sẵn một con em sẽ để với cái giá là 250 000 đồng ở nhà nhá, 250 000 đồng một con ba ship. Cái này mình cũng sử dụng để chặt này. Đã chặt nhẹ được cả nhà nhá. Nếu mà mình chặt những cái cành cây to thì cả nhà mình chọn size lớn hơn cho em. Cái này mình có thể chặt những cành cây nhỏ bé hoặc là lọc gì cũng được ạ. Đây rất là đẹp. 250 000 đồng một con. Em đã sẵn một con cả nhà nhá. Tiếp theo con thứ hai ở mã số 3. Cái này cũng là một cây dao mèo nhưng mà cây này nhà em rèn từ hiếp xe. Kích thước của con này lưỡi dài vào khoảng 16 ạ. Bản rộng vào khoảng 4, sống dày 5 ly, rèn từ hiếp xe, đánh trồng một dính cả hai mặt ạ. Cán cũng là cán tra, tán chốt một đinh đồng, một lỗ sọ dây và khâu đồng ở đây. Cái này mình cũng sử dụng để chặt nhẹ cả nhà nhá, cắt thái gọt này. Mình sử dụng đi rừng hay là đi chơi, đi ra ngoài này, mình có thể cầm theo con này. Nếu mà cả nhà mình cầm như thế này không thấy được an toàn thì cả nhà mình có thể lấy thêm vỏ ở nhà nhá. Đây, dao này có giá là 250 000 đồng ạ. Nếu mà cả nhà mình lấy thêm vỏ gỗ thì giá sẽ là 400 000 đồng ạ. Đây, còn dao không vỏ là 250 000 đồng cả nhà nhá. Hai con này em sẽ để giá ngang nhau, cả nhà mình có thể chọn một trong hai ạ. Ở nhà mình có thể chọn thép trắng không rỉ hoặc là nhíp xe. Thép trắng không rỉ thì trong quá trình sử dụng thì mình không lo bị han rỉ ạ. Có nhíp xe thì về độ cứng độ bén thì nó sẽ cao hơn thép trắng không rỉ nhưng mà nó rất dễ bị han rỉ ạ. Kết thúc mã số 3 em sang mã số 4 nhé. Ở đây thì đang gió quá. Nhà chờ em chút xíu nhé, ở đây đang có gió nên là nó gió lật hết cái con số của em đi rồi. Đây. Em sang mã số 4 nhé, số 4 thì hôm nay có lên một con. Cái này là cây dao mèo sai lưỡi dài vào 20cm ạ. Cái này lưỡi dài vào 20, bản rộng vào khoảng 4 ạ, sống dao dày 6 đến 7 ly, thon dần về mũi này. Nhà em rèn từ nhíp xe, đánh trồng dính cả hai mặt luôn cả nhà nhá. Đây và có kèm con dấu của sừng là nhà em đấy ạ. Cá này thì dài 14, được 8 chốt 2 đinh đồng, khâu đồng và thêm một lỗ sọ dây ở đây ạ. Dao này em đang để giá là 280 000 đồng ạ. 280 đồng một con ba xích cả nhà nhá. Cái này mình có thể sử dụng để chặt những cái cành cây vừa này. Cái này mình cũng không chặt được những cành cây lớn cả nhà nhá. Cành cây vừa thôi ạ. 280 000 đồng một con dao mèo sai lưỡi dài vào 20. Em sang con dao thứ 5 là một cây dao mèo sai lưỡi dài vào 23 ạ. Lưỡi dài vào 23, bản rộng khoảng 4,3, sống dao dày cỡ 5 đến cỡ 6 đến 7 ly, thon dần về mũi này. Cũng thành từ nhíp xe cả nhà nhá. Cán cũng dài 14 được 8 chốt 2 đinh đồng. Có khâu đồng và thêm một lỗ sọ dây ở đây ạ. Cái này mình cũng sử dụng để chặt này, lọc này. Các dòng dao mèo hôm nay em lên nếu mà cả nhà mình yêu cầu có kèm vỏ thì nhà em cũng có dao kèm vỏ cả nhà nhá. Nhưng mà trong clip hôm nay thì em lên một loạt dao không có vỏ ạ. Đây, cây dao mèo sai lưỡi dài vào 23. Giá là 300 000 đồng bao ship ở nhà nhá. 300 000 đồng bao ship dao mèo sai lưỡi dài 23 ạ. Đây. Em sang mã số 6 này, mã số 6 thì hôm nay em có lên 3 con. Ở con dao đầu tiên của mã số 6 ạ. Đó, cái này là con cây dao mèo mũi hách cả nhà nhá. Đó, tất cả cũng đều rèn từ nhíp xe. Kích thước lưới dài vào khoảng 25cm, bản rộng này vào khoảng 5,8 đến gần 6cm cả nhà nhá. Cũng được đánh trồng dính cả hai mặt. Đấy, và có kèm con dấu của sừng là nhà em này. Phần mũi này thì nhà em có hách lên một chút nên em gọi là dao mèo mũi hách ạ. Cá này dài 14 được 8 chốt 2 đinh đồng, một lỗ sợ dây. Cái này là khâu đồng, cái này mình sử dụng để chặt cây, chặt xương nhỏ được cả nhà nhá. Chặt gà, chặt vịt được ạ.
Dao mèo thì là dòng dao rất là đa năng, mình có thể tận dụng luôn trong nhà bếp cũng được này, hay là đi rừng này, đi câu, đi phượt, đi chơi, đi picnic, đi dã ngoại này, những cái dòng dao mèo như thế này là rất là phù hợp với tất cả các bác nhé. Dao mèo size lưỡi dài vào 20 năm ở mã số 6, con thứ nhất. Giá 320.000 đồng cả nhà nhá. 320.000 đồng một con ạ. Em sang con dao thứ hai, cũng là một cây dao mèo size lưỡi dài vào khoảng 20 năm. Đã, cây này lưỡi dài vào khoảng 20 năm, bản rộng vào khoảng 5,3, sống dao cũng dày cỡ 7 đến 8 ly, thon dần về mũi hay lấy nhíp sen, đánh chống dính cả hai mặt luôn ạ. Cái này thì nhà em có làm thêm một cái chắn này ở đây. Chắn này thì nhà em lấy đồng đỏ về làm cái chắn đấy cả nhà nhá. Cán này cũng dài 14-82 đinh chốt và lỗ sọ dây. Cái này có thêm cái lá chắn nên là giá nó sẽ cao hơn một chút xíu. Bởi vì cái đồng này thì em mua rất là đắt rồi, nên là trong quá trình gia công thì mình thêm một cái công là làm thêm cái chắn tay nữa, nên là giá sẽ là 350.000 đồng một con cả nhà nhá. 350.000 đồng 3 ship. Cây dao mèo lưỡi dài 20 năm có chắn tay ạ. Em sang con dao thứ 3 của mã số 6, lưỡi dài 20 năm ạ. Cái này lưỡi dài vào 20 năm, bản rộng vào khoảng 4,3, khoảng 4,5 gì đấy. Dao nhà em thành thủ công nên là kích thước của con dao của mỗi con dao nhà em thì sẽ có sự sai số cả nhà nhá. Sống dao cũng dày cỡ 7 đến 8 ly, thon dần về mũi cũng là cán tra này. Cái này em cũng để giá là 320.000 đồng ngang về cây dao mèo mới hách ở con thứ nhất ạ. 320.000 đồng ở mã số 6 để con dao mèo mới hách thì giá 320.000 đồng. Cây dao mèo size lưỡi dài 20 năm có chắn tay thì giá sẽ là 350, còn con dao thứ 3 thì giá sẽ là cũng là 320.000 đồng cả nhà nhé. Tiếp theo em sang con dao số 7 này. Số 7 là một cây dao mèo size lưỡi dài vào 28 ạ. Đã, cái này kích thước lưỡi dài vào 28 ạ. Bản rộng cũng vào khoảng 5,5. Sống dao cũng dày cỡ 7 đến 8 ly, thon dần về mũi này. Cũng thành từ nhíp xe, đánh chống dính cả hai mặt cả nhà nhá. Đây ạ, trên mỗi thân dao của nhà em thì luôn luôn được đóng chữ TN, và có một số con nhà em không đóng dấu cả nhà nhá. Đây ạ. Cái này mình cũng sửa để chặt này, chặt cây chặt cành này. Đây ạ. Giá của con dao mèo size lưỡi dài 28 là 350.000 đồng 3 ship ạ. Tiếp theo em sang mã số 8 này. Mã số 8 là cây dao mèo size lưỡi dài vào 30. Kích thước lưỡi dài vào 30, bản rộng vào khoảng 5,5. Sống dày cỡ 7 đến 8 ly, thon dần với mũi này. Cán cũng dài 14-82 đinh đồng, có khâu đồng và lỗ sọ dây. Đây ạ. Rèn tứ nhíp xe cả nhà nhé, đánh chống dính cả hai bên ạ. Nhà cái tay của em hôm nay thì em mài dao nên là bị kẹt, nên là bị đau một chút xíu rồi. Dao mèo size lưỡi dài vào 30, giá là 380.000 đồng một con ạ. Tiếp theo em sang con dao số 9 này. Cái dao số 9 với cây dao số 11 hôm nay em sẽ để cái giá sale cho tất cả các bác nhá. Em sẽ đi vào giới thiệu cây dao số 9 này. Cây dao số 9 thì cái này thì em cũng không biết gọi là cái tên như thế nào, nhưng mà cái này trước khách có đặt bên em nhưng mà lâu lắm rồi. Em cũng không liên lạc được với khách, em có để ở trong kho, ban nãy em có lấy ra nên em có mài lại. Hôm nay em sẽ để giá sale nhá. Cái này nhà em rèn từ thép trắng không rỉ ạ. Để em đi lấy thước để đo cái kích thước của cái dao này nhá. Cái này lưỡi dài vào 27,5, gần 28 cả nhà nhé. Bản rộng của con dao vào khoảng 5,2. Sống dao dày, chỗ dày nhất ở gần chắn tay là dày vào khoảng 6 ly. Còn phần từ phần này đến cái mũi này thì nhà em có mài vuốt xuống này, độ dày nó sẽ đạt khoảng 2 ly cả nhà nhé. Đã. Cá này thì dài 13, em lấy cá ra bếp để làm cái. Ở đây là có khâu đồng và cái chắn tay này. Cái này mình cũng sử dụng để chặt cả nhà nhá. Thép trắng không rỉ. Trong quá trình sử dụng thì mình không lo bị han rỉ ạ. Sẵn một con ở đây là mài cách lưỡi này. Chỗ này thì chỗ mài cách lưỡi này khoảng 4 cm cả nhà nhá. Đây ạ.
chắn này nhà em lấy thép không để làm cái chắn này. Cán này có một chút lối này. Do quá trình tán đinh nên là đập khá là mạnh nên là bị nứt một chút cán ở đây. Cái này em sale nhá, sale còn là 300.000 đồng một con, là em còn sẵn một con thôi. 300.000 đồng ạ. Mình sử dụng để chặt chặt nhẹ được. Đây ạ. Đây ạ, đường mài đây ạ, rất là đẹp. Em vừa mài xong là em lấy lên đây quay cho tất cả các bác xem luôn rồi. Em trực tiếp mài luôn đấy ạ. 300.000 đồng một con cả nhà nhá. Em sang con số 10 là một cây dao chặt xương. Cái này là cây dao chuyên dùng trong nhà bếp này. Đã, cây này là cây dao dáng tông, cán quấn, cán sắt cả nhà nhá. Cái này lưỡi dài vào khoảng 30cm. Đây, lưỡi dài vào 30. Bản rộng của con dao vào 9,5 cả nhà nhá. Rộng 9,5. Sống dao dày 6 ly. Cái này mình chuyên sử dụng để chặt các loại xương to, xương ống, chân giò, này xương trâu, xương bò, cái này chặt thoải mái cả nhà nhá. Nặng 1,3 đến 1,4 kg. Bạn em có cân này, cán quấn, cán sắt, nhà em có hàn đồng ở đây cả nhà nhá. Cả nhà mình không lo bị cái cán này hở ra hay là như thế nào đâu ạ. Do là cán sắt nên là trong quá trình cầm chặt thì nó sẽ không bị trơn tua tay này, nhưng mà nếu mà các bác cầm chặt lâu thì có thể sẽ bị đau tay một chút ạ. Đây là còn đây là con dấu của sưởng thầy nhà em này. Đây, dày 6 ly rất là nặng. Dành cho bác nào muốn một con dao cầm chặt đầm nặng và đầm tay, chuyên chặt các loại xương to, xương ống, chân giò, xương trâu, xương bò ạ. Cái này em đang để giá là 250.000 đồng. Cái này thì em không bao ship cả nhà nhá. Do là cây này thì em bán khá là rẻ rồi nên là em sẽ không bao ship. Cái này giá là 250.000 đồng bao ship ạ. Do là cán sắt nên là em không cần phải tra cán nên là giá nó sẽ bình dân hơn. Nó không phải như cái cán gỗ cẩm chỉ ạ. Gỗ cẩm chỉ thì em nhập cán thì cũng đã đắt rồi, xong rồi thêm một khoản là gia công cán nữa nên là giá nó sẽ đắt hơn ạ. Cái dao chặt xương ở vị trí số 10 giá là 250.000 đồng cổng ship ở nhà nhá. Đây ạ. Còn cây dao số 11 thì hôm nay em cũng sẽ để giá sale này. Cái này gọi là cây phát hoang. Cái này thì em cũng bán lưỡi không làm cán cả nhà nhá. Đây em sẽ đo cái cây này cho cả nhà mình xem. Em sẽ đo tổng thể cho cả nhà mình nhá. Cái cán của nó sẽ rơi vào khoảng 18,5. Tổng thể là 64. Tổng thể là 64cm cả nhà nhá. Bản rộng này vào khoảng 6 ạ. Đâu em đo cho chính xác xem nào. À không, đến 6, đến 5,5 đến 5,6 cả nhà nhá. Sống dao dày 6 ly. Cái này thì em ban này em cũng có cân thì không biết nặng vào bao nhiêu cân mấy ấy, em cũng không nhớ nữa. Cái này em cũng sẽ sale luôn cả nhà nhá. 400.000 đồng một cái lưỡi dao như thế này. Đây, ở đây là mài khoảng cách lưỡi này. Đây ạ, cầm chặt rất là an toàn, mình có thể cầm tay vào đây cũng được này. Cái này mình về mình có thể là ốp cá này, mình có thể ốp đến khoảng này vào đây khoảng một nửa này. Hoặc là cả nhà mình cũng có thể quấn dây, mình có thể quấn dây cả nhà nhá, mình quấn dây cũng được ạ. Nếu mà cả nhà mình không có gỗ, không có dụng cụ để mà làm cá này, cả nhà mình có thể lấy dây về quấn ạ. Quấn cầm chặt cho nó êm tay. Cái này mình sử dụng để chặt xương, chặt cây. Cái này chặt xương cũng được cả nhà nhá. Vừa rồi cũng có một bác này lấy cây, một cây tương tự như thế này nhưng mà ngắn hơn, lấy về để chặt xương. Nhưng mà cây này là dao phát hoang. Đây ạ, giá 400.000 đồng bao ship. Giá sale của nhà nhá. Đây ạ. Đây là cuối cùng là thông tin địa chỉ của em này. Cả nhà mình đặt hàng thì cả nhà mình liên hệ đến em nhé. Số điện thoại của em là 0344210967. Cả nhà mình có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc là kết nối Zalo với em theo số điện thoại này nhé. Xưởng thầy của nhà em là xưởng thầy Lương Văn Công. Địa chỉ của xưởng thầy em là ở bản Bát Hoàng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng ạ. Hàng đến thì cả nhà mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng mẫu, đúng sản phẩm thì cả nhà mình mới phải thanh toán cả nhà nhé. Trong quá trình sử dụng thì hàng nhà em có bảo hành nên là cả nhà mình cứ yên tâm nhé. Đây, còn bây giờ thì em xin kết thúc video em tại đây ạ. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào video sau nhé.